Radio kết nối. Radio kết nối. Radio kết nối. Nhắn gửi yêu thương. Và nghe từng hồi chuông ngân vang nơi giao đường, người người đang nô nức giao trên phố phường đón Giáng sinh về đây. Nhà máy rộn ràng bao khúc ca, đèn thông rực rỡ muôn sắc hoa, tân hiệp pháp Giáng sinh ngập tràn. Vừa rồi là một đoạn trong ca khúc 25 năm Giáng sinh ngập tràn của anh Quang Đăng khối ICS, sáng tác dành cho một trong những dịp lễ hội cuối năm được khá nhiều anh chị em trong đại gia đình Tân Hiệp Phát chúng ta mong chờ, đó là mùa Giáng sinh, mùa an lành. Và đây cũng chính là chủ đề của chương trình Radio Kết Nối số 30 mà Tú Kha, Thùy Vân muốn chia sẻ đến quý anh chị trong chương trình ngày hôm nay. Thùy Vân nè, không biết là khi nhắc đến mùa an lành ở công ty của chúng ta thì Thùy Vân có những cái kỷ niệm nào gợi nhớ cho Vân không? Và Vân có thể chia sẻ cho Kha và quý anh chị biết được không ạ? Tất nhiên là Vân rất là sẵn lòng rồi. Quả thực thì với thời tiết có đôi chút se lạnh vào mỗi buổi sáng như hiện nay, thì từ nhà đi làm đến công ty vào mỗi buổi sáng á, thì làm Vân nhớ rất là nhiều về mùa Giáng sinh năm ngoái, khi mà Vân may mắn được có mặt và tham gia dưới mái nhà đại gia đình Tân Hiệp Phát. Chắc Kha cũng biết là vào những tháng cuối năm này thì khối lượng công việc của tất cả mọi người trong công ty chúng ta cũng rất là nhiều. Nhưng mà với mùa Giáng sinh năm trước thì gần như mọi người đều bỏ một chút ít thời gian của mình để cùng tham gia trang trí cho văn phòng nè, rồi cùng nhau mua những món quà, cùng nhau ngồi lại gói quà và trao những món quà rất là bất ngờ dành cho nhau, kèm theo những cái lời chúc an lành. Không khí rộn ràng và ấm cúng đó thì thật sự là một kỷ niệm mà khiến cho Thùy Vân không thể nào quên được. Và qua lời kể của Vân thì Kha cũng có thể cảm nhận một phần nào đó không khí về Giáng sinh ở công ty của chúng ta rồi. Và ở Tân Hiệp Phát thì không khí đón mừng dịp Noel mỗi năm cũng rất là đặc biệt, để lại nhiều kỷ niệm khó quên đối với mỗi nhân viên. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe thêm một cảm nhận về mùa Giáng sinh tại Tân Hiệp Phát đến từ chị Võ Thí An, nhân viên khối CNB. Trước đây đến mùa Giáng sinh mình cũng không cảm nhận được nhiều, bởi đi làm trong văn phòng xong lại về nhà nên không để ý lắm. Nhưng từ khi làm việc tại Tân Hiệp Phát, đến mùa Giáng sinh là cả tòa nhà được trang trí rất đẹp, khiến mình vô cùng háo hức. Đi làm mà mình cảm giác như là đang đi dạo trong các trung tâm thương mại, vì thế nên tâm trạng rất là vui vẻ và thoải mái. Giáng sinh cũng là dịp để mình và các đồng nghiệp trong phòng có cơ hội được dành tặng cho nhau những món quà đặc biệt, hay cùng nhau chụp ảnh tại khu vực trang trí Noel ở sảnh chính của tòa nhà Tân Hiệp Phát để giữ làm kỷ niệm. Mùa Giáng sinh năm ngoái, năm 2017, mình còn được ca hát, nhảy múa cùng với chị Trần Uyên Phương, cùng với tất cả mọi người. Với mình đó là những kỷ niệm rất là đẹp và giúp mình có thể gần gũi với đồng nghiệp hơn. Mùa Giáng sinh ở Tân Hiệp Phát cũng thường có những chương trình khác nhau nhằm khuyến khích mọi người có thể san sẻ, đóng góp để mỗi thành viên Tân Hiệp Phát đều có một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp theo đúng truyền thống của công ty. Đó là điều mà mình luôn cảm thấy rất thích thú và ấn tượng về Tân Hiệp Phát. Và để đáp lại lời chia sẻ đầy tình cảm của chị Thí An thì chương trình xin mời quý anh chị tiếp tục lắng nghe ca khúc 25 năm Giáng sinh ngập tràn nhé. Giáng sinh mang lời ca an vui đến muôn nhà, gặp nhiều điều may an lành hạnh phúc. Giáng sinh bao niềm vui, Giáng sinh vang tiếng cười, nguyện cầu hồng ân mang yên bình cho muôn người. Lan tỏa ấm áp ngập tràn khắp thế gian, lan tỏa trong không gian một tình yêu chứa chan. Giáng sinh an lành mang bao phước lành, Tân Hiệp Phát một mùa Giáng sinh bình an, mang niềm hạnh phúc ngập tràn đi khắp nơi, mang niềm yêu thương ôi Giáng sinh tuyệt vời. Chúc nhau an lành, chúc nhau phước lành, Tân Hiệp Phát một mùa Giáng sinh ngập tràn.
nơi giao đường, người người đang nô nức giao trên phố phường đón Giáng sinh về đây. Nhà máy rộn ràng bao khúc ca, đèn thông rực rỡ muôn sắc hoa, tân hiệp pháp Giáng sinh ngập tràn. Giáng sinh mang lời ca an vui đến muôn nhà, gặp nhiều điều may an lành hạnh phúc. Giáng sinh bao niềm vui, Giáng sinh vang tiếng cười, nguyện cầu hồng ân mang yên bình cho muôn người, lan tỏa ấm áp ngập tràn khắp thế gian, lan tỏa trong không gian một tình yêu chứa chan. Giáng sinh an lành mang bao phước lành, tân hiệp pháp một mùa Giáng sinh bình an, mang niềm hạnh phúc ngập tràn đi khắp nơi, mang niềm yêu thương ôi Giáng sinh tuyệt vời. Chúc nhau an lành, chúc nhau phước lành, tân hiệp pháp một mùa Giáng sinh ngập tràn, lan tỏa ấm áp ngập tràn khắp thế gian, lan tỏa trong không gian một tình yêu chứa chan. Giáng sinh an lành mang bao phước lành, tân hiệp pháp một mùa Giáng sinh bình an, mang niềm hạnh phúc ngập tràn đi khắp nơi, mang niềm yêu thương ôi Giáng sinh tuyệt vời. Chúc nhau an lành, chúc nhau phước lành, tân hiệp pháp một mùa Giáng sinh ngập tràn. Vào mỗi dịp cuối năm thì có lẽ khắp với các con phố ngõ hẻm đều tràn ngập không khí Giáng sinh đúng không Kha? Và Kha thấy được những hình ảnh như là hang đá nè, cây thông, những ánh đèn rực rỡ, những và đặc biệt là những rồi. Cái ca khúc mà Giáng sinh rất là rộn ràng đó Vân. Nhưng đây cũng là cái khoảng thời gian mà Vân nghĩ rằng mỗi người chúng ta cũng nên sống chậm lại một chút nè, để có thể cùng nhau lan tỏa niềm yêu thương nhiều hơn, để có thể cảm nhận được một cái cuộc sống trọn vẹn hơn. Và có lẽ là thời tiết của mùa Giáng sinh năm nay thì có rất là nhiều điều khác biệt hơn mọi năm một chút. Và hiện tại thì chúng ta đang cảm thấy là miền Bắc đang rất là lạnh đúng không Vân? Miền Trung thì mưa lớn, lũ lụt nè. Còn miền Nam thì thời tiết chúng ta có vẻ là dễ chịu hơn một chút. Và Tân Hiệp Phát của chúng ta hiện có các nhà máy ở khắp cả nước, nên có lẽ là các thành viên của đại gia đình Tân Hiệp Phát ở mỗi cái miền đất nước đều có những cảm xúc và cảm nhận của mùa Giáng sinh năm nay khác, rất là khác nhau. Và thực sự thì các anh chị em của đại gia đình Tân Hiệp Phát hiện đang làm việc ở Bình Dương và Hậu Giang có lẽ may mắn hơn mọi người ở Chu Lai hay Hà Nam một chút, vì thời tiết thì hiện cũng đang khá là dễ chịu. Buổi sáng thì bắt đầu có một chút lạnh lạnh rồi. Tuy nhiên các anh chị em của hai nhà máy Chu Lai và Hà Nam, đặc biệt là nhà máy Chu Lai thì lại đang rất là vất vả với thời tiết mưa bão nè. Còn các anh chị em ở Hà Nam thì lại đang đối mặt với thời tiết rất là rét. Các anh chị em ở Chu Lai và Hà Nam thân mến, dù ở nơi xa xôi nhưng mỗi ngày mọi người ở trong này vẫn cập nhật những cái tình hình sản xuất, tình hình về thời tiết, và luôn mong các anh chị em sẽ giữ gìn sức khỏe nè, để có thể làm việc thật tốt và đón một mùa Giáng sinh đang về thật là an lành. Và thông qua chương trình radio kết nối thì chị Minh Huyền ở khối QA cũng đã nhờ Tú Kha và Thị Vân gửi một lời nhắn đến nhà máy Chu Lai như sau. Đầu tiên thì Chu Lai vừa mới trải qua một cơn bão rất là khó khăn, thì mình chúc anh em Chu Lai vững tin trong chiến đấu, có nhiều năng lượng hơn trong công việc cho năm tới và một Giáng sinh vui vẻ. Chúc các anh chị phòng QA một Giáng sinh an lành, ấm áp bên gia đình và bạn bè. Chúc các anh em Tân Hiệp Phát mình có một cái hoàn thành mục tiêu công việc cuối cùng trong năm một cách tốt đẹp nhất và nhiều năng lượng hơn cho năm mới. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì Thùy Vân xin gửi tặng đến quý anh chị đang nghe chương trình Radio Kết Nối bài hát Noel Về do anh Lê Khiết trình bày. Ca khúc này cũng như là thay lời muốn nói mà Thùy Vân và Tú Kha xin phép đại diện cho tất cả mọi người của đại gia đình Tân Hiệp Phát ở Bình Dương và Hậu Giang gửi lời hỏi thăm và lời động viên đến tất cả các anh chị đang công tác ở Chu Lai và Hà Nam. Hy vọng rằng những điều an lành nhất sẽ đến với đại gia đình chúng ta. Nghe âm thanh thân quen, tiếng chuông giao đường ngân vang, bao nỗi nao trong tôi, Giáng sinh đã đến rồi. Đêm đông Noel, tuyết rơi khắp nơi không trung, người người vang tiếng tin cầu, Giáng sinh an lành. Chúa con sinh ra trong hang đá nơi Bethlehem, khắp chốn nhân gian nguyện cầu hồng ân Thiên Chúa. Noel Noel về, nhà nhà nao
em trên ban tầng một năm bình an. Âm thanh thân quen, tiếng chuông giao đường ngân vang, bao nỗi nao trong tôi, Giáng sinh đã đến rồi. Đêm đông Noel, tuyết rơi khắp nơi không trung, người người vang tiếng kinh cầu, Giáng sinh an lành. Chúa con sinh ra trong hang đá nơi Bethlehem. Nguyện cầu hồng ân Thiên Chúa. Noel, Noel về, nhà nhà náo nức hân hoan, hát khúc hát khai hoang, mừng vui ngôi hai xuống thế. Noel, Noel về, rộn ràng bao con tim nhân trần, xin ơn trên ban tặng một năm bình an. Nhịp tiếng chuông khắp nơi nơi, loáng tiếng khắp nhân loài, rằng con tin Chúa đã sinh ra. Đông đinh đông đinh đông, rộn ràng bao con tim lên trần, xin ơn trên ban tặng một năm bình an. Xin ơn trên ban tặng một năm bình an. Xin ơn trên ban tặng một năm bình an. Và đây là một bài hát rất là nhiều ý nghĩa dành cho mùa an lành năm nay. Quý vị khán giả thân mến, thì thời lượng của chương trình Radio Kết Nối của chúng ta cũng đã sắp hết rồi. Và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, thì Kha xin mời quý anh chị cùng lắng nghe những lời chúc đến từ các thành viên của Đại Gia Đình Tân Hiệp Phát. Và cuối cùng, Tú Kha, Thùy Vân xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các thành viên của Đại Gia Đình Tân Hiệp Phát. Chúc mừng một mùa Giáng sinh an lành. Nhân dịp Giáng sinh, Thư xin gửi lời chúc đến phòng QA, tập thể nhân viên Tea Happy một mùa Giáng sinh an lành, nhiều niềm vui, thành công trong công việc và cuộc sống. Nhân dịp Giáng sinh năm 2018 thì Thư xin chúc phòng quản lý tài sản một mùa Giáng sinh vui vẻ, ấm áp. Chúc tất cả các anh chị em tập đoàn Tân Hiệp Phát nhiều niềm vui trong công việc và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Chúc các anh chị hoàn thành tốt mùa đánh giá thành tích năm nay.